Trong tầm mắt của mỗi quốc gia, Việt Nam tỏa sáng với vẻ đẹp tự nhiên, di sản văn hóa phong phú và một lịch sử đầy biến đổi. Mỗi quốc gia trên thế giới đều có cái nhìn riêng về Việt Nam dựa trên những trải nghiệm, thông tin và mối quan hệ mà họ đã có với đất nước này. Từ phong cách sống hàng ngày, văn hóa đặc trưng đến những sự kiện lịch sử quan trọng, mọi thứ đều góp phần tạo nên cái nhìn riêng về Việt Nam tại mỗi nơi. Trong tầm mắt đa dạng của thế giới, Việt Nam đã trở thành một điểm nhấn quan trọng, mang theo mình vẻ đẹp đa dạng và lôi cuốn. Khám phá cách mà Việt Nam được nhìn nhận ở từng quốc gia không chỉ là việc hiểu biết về quốc gia đó, mà còn là việc hiểu về sự phong phú và đa chiều của quan điểm, cảm xúc con người trên khắp thế giới. Vậy bạn có từng tò mò rằng Việt Nam được nhìn nhận như thế nào? Hãy cùng xem họ nói gì nhé! Việt Nam, những góc nhìn. Ấn tượng về Việt Nam tại Cộng hòa Séc đó là chủ các cửa hàng tiện lợi, chủ tiệm nail, công nhân giá rẻ. Là những người điều hành Sapa, một cửa hàng bán buôn lớn và một trung tâm văn hóa Việt Nam ở Praha và một số chợ khác trong nước, nấu thuốc bất hợp pháp hoặc trồng cỏ dại. Là một cộng đồng khép kín, thiếu giao tiếp với số đông. Nhưng cũng là những người thân thiện, tốt bụng, bình tĩnh, không thù địch. Rất chăm chỉ, thông minh, trẻ em đang học tốt ở trường, là những người sẵn sàng hội nhập. Ở Ba Lan, mối liên hệ đầu tiên tới Việt Nam chắc chắn sẽ là chiến tranh Việt Nam do ảnh hưởng của phim ảnh Hollywood. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng khá nhiều người sẽ nhớ tới một anh chàng Việt Nam là một trong những người nhập cư vào Ba Lan trong và sau chiến tranh Việt Nam, đã bán cho họ một đôi tất hoặc khi họ cùng bạn bè đến quán ăn Việt Nam quanh đó. Nhưng tôi thực sự nghi ngờ liệu tôi có thể nói rằng có bất kỳ khuôn mẫu thực sự nào liên quan đến người Việt Nam ở Ba Lan hay không. Sự hiện diện của họ ở đây không thực sự được cảm nhận nhiều. Và việc chỉ Việt Nam trên bản đồ chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi đối với đại đa số xã hội Ba Lan. Hầu hết những người Romani, ít nhất ở độ tuổi thiếu niên trong những năm 80, sẽ nhớ hai điều riêng biệt mà họ sẽ mãi mãi liên tưởng đến Việt Nam. Thường là trong thời kỳ Ostoji, chiến dịch hoài niệm Đông Đức. Vì vào thời điểm đó, Romani vẫn còn quan hệ cộng sản giữa hai nước. Và bánh phồng tôm, hay còn được gọi là tôm Việt Nam trong tiếng Romani. Một món ăn vặt điển hình mà bạn sẽ thích hoặc bạn ghét nó. Bố tôi thường nấu chúng vào đầu những năm 90 khi tôi lớn lên và bạn vẫn có thể tìm thấy chúng ở chợ. Và ông ấy đã khiến tôi say mê nó. Ông ấy chiên những viên trong chảo và bốc khói nghi ngút cả gian bếp. Sau đó, chúng đã biến mất và tôi không biết liệu món bánh này có quay trở lại hay không. Nhưng một ngày nọ, tôi đã tìm thấy một số món ăn tại một nhà hàng ở Mỹ và đó là một chuyến đi ngược dòng ký ức. Về cơ bản, ở Romani vào những năm 80, có rất ít mặt hàng bên ngoài được tìm thấy dưới bất kỳ hình thức nào. Và nếu bạn có một hộp bánh phồng tôm giòn này, thì bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Cao sao vàng, The Golden Stabam, hay như tôi nhớ lại trong tiếng Romani còn được gọi là thuốc mỡ nọc rắn, mà người ta nghi ngờ rằng nó thực sự được làm từ nọc rắn. Mỗi hộ gia đình mà tôi từng đến chơi trong những năm 1990 vẫn có một trong những hộp nhỏ này. Nó được sử dụng để điều trị bất cứ căn bệnh nào, từ viêm khớp đến cảm lạnh và cả đau đầu. Ngoài hai mặt hàng chủ lực này, nhìn chung mọi người biết đến Việt Nam qua các mối quan hệ qua lại giữa chúng ta từ những năm 50 đến 80, đặc biệt qua chuyến thăm của ông Hồ Chí Minh tại Romani năm 1957 và chuyến thăm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Nicola năm 1971. Cũng như nhiều dịp khác mà bản thân ông, nội các của ông hoặc những người tiền nhiệm của ông đến thăm Việt Nam. Hay như chiến tranh Việt Nam làm tăng thiện cảm của người Romani đối với người dân Việt Nam nói chung, phần ít do họ cùng là nước cộng sản, mà nhiều hơn là do họ là kẻ yếu thế và phải hứng chịu cuộc xâm lược quê hương từ một siêu cường đế quốc. Tôi nhớ đã gặp một đứa trẻ Romani ở quê nhà, sinh vào những năm 80, được rửa tội với cái tên Việt Nam. Tất nhiên, song song với sự kính trọng của quần chúng, chính phủ Romani đã tham gia vào các nỗ lực ngoại giao trước và trong chiến tranh với Bắc Việt Nam cũng như cung cấp hỗ trợ vật chất. Nhiều người Romani ngày nay sẽ nhận ra hai bức ảnh khét tiếng gây đau đớn, tượng trưng cho chiến tranh. Một trong số đó là bức ảnh Nguyễn Ngọc Loan hành quyết Nguyễn Văn Lém ngày 1 tháng 2 năm 1968 của Eddie Adam. Và bức ảnh khác, cô gái Napalm của Nick Wood, cho thấy Phan Thị Kim Phúc chạy trên đường sau khi bị bỏng nặng ở lưng do một cuộc tấn công bằng bom Napalm của miền Nam Việt Nam. Nhờ mối quan hệ của chúng ta trong thế kỷ 20, cũng như tư cách thành viên chung của cộng đồng Pháp ngữ
và việc Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế châu Á chính của Romania. Chúng tôi hy vọng mối quan hệ văn hóa của Romania với Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và thịnh vượng. Người Việt đây, bánh phồng tôm và cao sao vàng sao? Tôi thực sự ngạc nhiên. Vâng, tôi không biết bạn nghĩ gì về những thứ đó, nhưng nhiều người Romania thích chúng. Thật thú vị khi những điều bình thường nhất đôi khi lại là những điều đáng nhớ nhất. Tôi yêu món bánh phồng tôm và loại cao sao vàng đó có tác dụng kỳ diệu đối với mọi thứ, từ đau bụng đến đau đầu gối. Thêm kinh nghiệm là, nếu bạn có thể tìm thấy một ít hương liệu tôm hoặc bất kỳ hương liệu dạng bột nào, hãy rắc nó lên khoai tây chiên sau khi chiên xong và để chúng nguội và ráo dầu. Món ăn nhẹ kiểu chip ngon nhất mà tôi từng có. Quá đúng! Tôi nhớ bánh phồng tôm đó. Vài tuần trước, tôi thực sự còn đang tự hỏi, giờ chúng còn bán ở đâu? Và này, tôi vẫn có thể nhớ mùi của thứ dầu cao đó. Cao sao vàng, The Golden Star Balm. Vâng, nó cũng được sử dụng như thuốc đuổi muỗi. Người Việt đây, đi đâu tôi cũng mang theo một hộp cao sao vàng. Lần đầu tiên thử điều trị cho vết muỗi đốt và thật sự tuyệt vời. Cũng có thể dùng cho cảm lạnh và đau đầu, tôi nghĩ vậy. Bánh phồng tôm vẫn là một món ăn vặt rất phổ biến trong bất kỳ hộ gia đình hay nhà hàng Việt Nam nào. Tôi thích những món chiên trong chảo truyền thống, nhưng không thích phiên bản công nghiệp đóng sẵn trong túi mà bạn có thể tìm thấy ở siêu thị ngày nay. Đối với người Việt Nam, người Romania luôn được coi như những người anh em vì sự hỗ trợ và cảm thông trong lúc khó khăn. Ông tôi là nhà ngoại giao từng làm việc ở các nước Đông Âu như Bulgaria, Romania, Hungary, Ba Lan, nên ông cũng mang về một số đồ từ Romania và học làm một số món ăn mà ông thường nấu cho chúng tôi. Tôi đã từng ghét khi bà bôi dầu cao lên mũi cho tôi. Tôi ghét mùi và cảm giác bỏng rát. Bây giờ tôi rất thích. Nó có tác dụng trị nhức đầu và đau nhức rất tốt. Nếu bà tôi có về Việt Nam hoặc Lào, tôi phải nhờ bà mua rất nhiều. Tôi nghe nói rằng chúng chỉ có giá 0,5 đô cho mỗi một hộp. Ở Đức, nó có giá 12 ơ, khoảng hơn 300.000 đồng. Tôi chỉ cần có nó. Và tôi phải thừa nhận rằng cao sao vàng tuyệt vời. Tác dụng của nó hiệu quả kéo dài. Tôi đã mua cái đầu tiên với giá khoảng 1 đô rưỡi và nó đã được gửi đến tận Đan Mạch. Ký ức tuổi thơ của bọn trẻ con Nga chúng tôi. Bây giờ, về cơ bản, tôi tìm kiếm thứ mùi này với nỗi nhớ. Tôi cũng nhận được dầu con hổ, đựng trong hộp nhựa có nắp vặn. Nó có màu tương tự và con mèo của tôi cứ cố liếm chất cao đó nếu tôi để mở lọ. Tôi đã đặt mua thêm 3 cái bởi vì cao này thật sự hiệu quả. Mũi tôi bị gãy và lỗ mũi bên trái của tôi bị nghẹt thường xuyên. Thứ này làm tôi thông mũi và đỡ đau đầu. Mùi hoàn hảo. Tôi thực sự đã cố gắng mua đúng hàng chuẩn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi thích mùi của loại cao này khi lần đầu tiên mở hộp. Nó khiến tôi nhớ đến bớt SBS. Tôi đã mua hộp lớn và lần đầu mở, hoàn toàn dễ dàng. Nhưng khi tôi đóng nắp lại, tôi nghe thấy không khí bị mắc kẹt trong đó và bây giờ không thể mở được nữa. Đã đến lúc mang tuốc Nervis ra và gõ nó rồi đấy anh bạn. Việt Nam, những góc nhìn.